Theo đó, từ 0 giờ ngày hôm nay 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8, người dân tại địa bàn dân cư phường Trương Dương không được tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác. Theo quy định của chúng tôi, trong ngày đầu thực hiện cách ly, người dân đều đồng tình và thực hiện nghiêm quy định. Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực cách ly được thực hiện tại các điểm chốt ra vào địa bàn. Chỉ có người nhà ở trong Bạch Đằng, chị mang hoa quả đến thôi, chứ không phải là mang thức ăn. Chị chỉ mang hoa quả cho người nhà chị thôi, chứ còn chị không phải cung cấp thức ăn gì hết em ạ. Ở trong đấy nó vẫn nhà nào nhà đấy, người ta cũng biết từ hôm 30 là người ta đã tự cách ly ở trong nhà rồi em. Mà phường người ta cũng hỗ trợ 5 cân gạo với cả 10 gói mì rồi. Dạ em đi ra đem làm thì vẫn bình thường thôi, thì tại mua để ăn dần thôi. Trong đây không có chợ. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, ngoài việc thiết lập chặt chẽ vùng cách ly y tế, hiện các ban ngành chức năng trong quận đang lên phương án cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho người dân trong khu vực cách ly.